Xin cảm ơn quý vị đã trở lại với phần 2 của buổi dạ tiệc của Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng Phật giáo Đồng Ngự được tổ chức ngày 22 tháng 10 vừa qua. Xin mời quý vị xem hoạt cảnh những nẻo đường Việt Nam do các học viên của trung tâm biểu diễn. Xin mời quý vị theo dõi tiết mục Thời trang áo dài do luật sư Thu Cúc, giảng viên của lớp thể dục nhịp điệu Advance, hướng dẫn với các học viên của lớp Line Dance. Tiếng yêu thương.
mới trai. Cô gái Việt Nam, sớm tôi hy sinh bạn dịu dàng. Trên cánh đồng xanh, bát ngát hương thơm rộn ràng bướm hoa. Thank you.
buồn trong trắng, cô đau trắng tôi ngắm đóa hoa. Lòng nhân ái cô đau cho tôi nhiều mến thương, tình tha thiết tôi đau yêu. Kiếp đau duyên kiếp ân cô dường đau, tiếng yêu thương cùng mây trời. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi buổi dạ tiệc của Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng Phật giáo Điều Ngự được tổ chức ngày 22 tháng 10 vừa qua. Kính thưa quý vị, Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng Phật giáo Điều Ngự đang vẫn tiếp tục các lớp học tại Trung tâm 14400 đường Chestnut, cách Chùa Điều Ngự một căn. Và chúng tôi vẫn tiếp tục ghi tên những học viên muốn tham dự các lớp học tại đây. Tất cả các lớp học của Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng Phật giáo Điều Ngự được tổ chức ra để cho chúng ta có thể vui và khỏe, đều có lợi ích chung cho tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo và lứa tuổi. Xin kính mời quý vị nếu muốn đến tận nơi để xem và ghi tên tại chỗ góc đường Chestnut cách Chùa Điều Ngự một căn, hay là gọi điện thoại cho số 657-245-3030 cô Ngọc Diệp để ghi tên. Chúng tôi mong được tiếp đón quý vị đến với Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng Phật giáo Điều Ngự với trên 20 lớp học tổ chức mỗi ngày tại trung tâm, 5 ngày, mỗi ngày từ 9:30 cho tới 2 giờ chiều. Xin cảm ơn quý vị.